quý vị những năm gần đây xã hòa liên huyện hòa vang đã có sự phát triển chuyển mình rõ rệt để có được sự thay đổi đó xã hòa liên luôn chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo thống kê, trong thời gian qua, trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang có hơn 2.900 hộ với hơn 8.000 nhân khẩu tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình hội viên phụ nữ xã Tiêu Biểu còn tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất phục vụ công trình dự án. Nâng cấp bờ đường xã là một từ ban nhân xã Hồ Sơn đến thôn Tà Lan Dòng Bí, thuộc xã Bắc, thì trong đó qua tuyến đường đó thì đã ảnh hưởng đến ngôi nhà của tôi. thì theo lúc đầu ban đầu thì gia đình băn khoăn bỡ ngỡ không biết gia tỏa như thế nào và ở đâu. do được sự uh, của tất cả các anh em chị phụ nữ xã hòa liên cũng như đảng ủy khối đảng ủy của mặt trận xã đã tuyên truyền vận động thì ban thông thấy nhận được uh, đường lối của đảng nhà nước là rất đáng thì uh, đã thống nhất và di giờ bàn giao mặt bằng tính đến nay Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang có trên 40 dự án đã và đang triển khai với nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố. Có hơn 3.500 hộ nằm trong diện giải tỏa đền bù. Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị xã bằng nhiều mô hình giải pháp đồng bộ, trong đó có mô hình dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa, đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ địa phương. Phải nói là với cái tinh thần á, là mưa dầm thấm lao, kiên trì, bốn cơ sở thì à, hội liên hiệp phụ nữ của xã cũng đã phối hợp với à, cái hệ thống chính trị của xã là là đã xuống nhiều lúc là mời các hội dân lên vận động ở trên 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 cơ quan rồi nhiều lúc là phải xuống tặng các hội dân đấu nhưng một số hội dân là chưa hiểu thì xuống tặng gia đình rồi nhất nhiều lần là và vận động rồi vận động ch chị em và cho đến nay thì phải nói là cái 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 việc cho toàn bù thì nó cũng đã cơ bản và gần như là cái cái việc phải cưỡng chế người dân là rất là thấp để dân vận trong giải phóng mặt bằng tiếp tục phát huy hiệu quả thời gian tới xã hòa liên cũng sẽ đẩy mạnh giải pháp đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc các đoàn thể và nhân dân để người dân có thể hiểu đúng đủ các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước qua đó nhân dân tin và đi đến sự đồng thuận cao góp phần thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn xã cũng như huyện giúp đà nẵng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công